Sau đây là một số thông tin cho các bạn tham khảo thôi nha. Thấy hợp lý thì các bạn cân nhắc ứng dụng, chứ mỗi người mỗi hoàn cảnh, không phải bạn bán ế là bạn dở, hoặc là bạn không biết làm gì để cải thiện tình hình. Chủ đề này cần thiết cho những ai đang cần thôi nhé. Thứ nhất là hãy xem lại địa điểm buôn bán của bạn. Bây giờ không cần tính toán đến các vấn đề phong thủy hay là phong cảnh, mà cũng không phải ai cũng có điều kiện có được chỗ tốt, nhưng ít nhất không nên là đường cùng hẻm cụt. Làm ăn phải có đường ra đường vô hai chiều, có cơ sở để người ta giáp mặt nhìn thấy bạn, và đặc biệt là phải có cái chỗ cho người ta đậu xe. Chứ buôn bán mà đường một chiều, chọn ngay cái chỗ đậu xe không có thì làm sao người ta mua hàng được. Thứ hai là hãy xem lại sản phẩm, mô hình dịch vụ bạn đang làm, vì đó là lông mạch sống còn trong làm ăn, nó phải hợp với lông mạch của bạn. Ví dụ như bạn bán thức ăn thức uống thì bạn phải có khiếu nấu ăn pha chế, ngoài ra cũng có khả năng ăn nói, nhân khí, sở lỡ nhiệt tình thì người ta mới thích. Còn tính của bạn khá trầm mạnh âm mà bạn chọn ngành dịch vụ là không ổn. Hoặc bạn muốn buôn bán thuốc tây mà nhân khí của bạn không nhân văn, không cho thấy bàn tay phục dược cũng không được lòng người mua thuốc. Vậy bây giờ người ta bán thuốc tràn lan luôn, nhưng nếu có người rất hợp với ngành này, cái thổi lấy thuốc mát tai nên người mua cũng sẽ rất thích tìm đến. Hay thậm chí là một người có đủ tiêu chí bởi vì họ lanh lẹ, hòa nhập tốt, có trình độ và kiến thức, nhưng làm ăn vẫn xịt lụi. Tức là sản phẩm, mô hình dịch vụ đó có thể trông là hợp với bạn, nhưng nó không hẳn hợp với lông mạch của bạn, và bạn phải đứng đằng sau, người hợp tác với bạn đi ra đằng trước mặt tiền sẽ tốt hơn. Thứ ba là hãy xem lại tính chỉnh chu và sáng tạo của bạn trong làm ăn. Chỉnh chu tức là làm cái gì phải ra cái đó. Eva nhận thấy có nhiều quán có vấn đề với cách họ đầu tư cho sự trải nghiệm của khách hàng. Ví dụ họ bán đồ ăn thức uống, nhưng không gian hàng quán nhìn quá giả, trông tạm bợ, không tạo ra cảm giác gần gũi, thân thuộc, có thể kích thích được vị giác và sự tò mò của người ta. Khi Eva muốn ăn món gì đó ngon ngon, Eva không đời nào ghé vào quán có cách bài trí nửa vời. Vì Eva nghĩ rằng là cái bếp của họ làm không phải là thật, mà chỉ hoạt động giống như là kiểu ăn nhanh, có công thức sẵn rồi trụng nước sôi cho nóng mà thôi. Bạn muốn người ta ủng hộ món ăn của bạn, bạn phải cho người ta thấy bạn giống như là người nhà của họ, phải là người thật, bếp thật, không gian thật thì người ta mới tin tưởng bước vào. Ngoài ra, tính sáng tạo là chìa khóa tạo ra sự hấp dẫn đối với mọi mặt hàng kinh doanh dịch vụ. Bạn phải có điều gì đó tạo ra ưu thế cạnh tranh riêng. Bạn không thể copy làm y những gì đối thủ đang làm. Sự sáng tạo khác lạ dù rất nhỏ nhưng nó khiến cho người ta nhớ. Có thể là hương vị của công thức mới, một món quà gì đó nho nhỏ xinh xinh cho khách hàng, cách đóng gói hàng quá, hay là cách bạn tiếp cận khách hàng không giống ai cũng là những phương pháp cần bạn cân nhắc. Thứ ba, hãy xem lại giá cả, quy trình, cách làm việc của bạn. Giá cả cạnh tranh thì khỏi phải bàn, làm ăn phải có chữ tính. Một lần bất tính, vạn lần bất tinh. Có thể quy mô hay chất lượng sản phẩm của bạn hơi đuối so với đối thủ trên thị trường cạnh tranh khốc liệt, nhưng mỗi lần người ta cần một nơi đáng tin cậy cho một kế hoạch được sắp xếp nào đó, họ sẽ nghĩ ngay đến cơ sở của các bạn vì phương án chắc chắn. Cần phải có trách nhiệm với điều mình làm thì khách hàng mới cảm thấy mát lòng mát dạ. Ngoài ra, dịch vụ hậu mãi sẽ góp phần giúp cho các bạn có được sự tiếp thị truyền miệng nhờ vào khách hàng mà không phải tốn phí marketing. Đã ra ngoài làm ăn thì phải làm cho tới bến, phục vụ khách hàng hết lòng hết tâm. Người ta thấy thương, nói thẳng ra là thấy tội nghiệp cho sự nhiệt tình đáng yêu đó mà lại chưa may mắn đông khách, thì người ta cũng rủ nhau giới thiệu khách mới cho các bạn. Thứ tư là hãy xem lại đối thủ cạnh tranh chung quanh các bạn. Có một sự nghịch lý là không ít người thích kinh doanh tại một nơi làm đúng một mô hình, một sản phẩm, và họ cho rằng sẽ tạo lợi thế để khách hàng biết đến họ. Ví dụ bán chè thì các dãy toàn bán chè, bán đồ ăn vặt thì na ná giống nhau như vậy. Có thể mỗi người có cách nghĩ khác nhau, nhưng Eva lại cho rằng cùng một miếng bánh mà bị xâu xé như vậy thì cuối cùng còn là gì. Vả lại khách hàng ăn nhiều cũng ngán, họ càng có lý do để tạo ra áp lực cho người bán là tại sao họ phải chọn bạn, họ phải ăn uống tại nơi của bạn. Vì tại sao chúng ta không nghĩ đến là một cái gì khác để tránh sự cạnh tranh bao phủ đầu này? Không phải bán cùng giống nhau thì khách hàng mới biết tới bạn, bởi sự thành công được cấu thành từ rất nhiều yếu tố mà Eva vừa mới chia sẻ cho bạn. Làm gì mà càng ít đối thủ thì đó mới là mỏ vàng, chứ quá nhiều đối thủ thì chưa bước vào đã chịu cảnh bão hòa rồi thì làm ăn gì được nữa. Thứ năm là hãy xem lại người đứng ra bán hàng, làm dịch vụ. Cái này không tin cũng phải tin, và các bạn cần phải chú ý. Vì có nhiều người không mát tay buôn bán, họ có tiền có vốn, nhưng mỗi khi cái mặt của họ lòi ra thì khách hàng biến mất. Bởi vì không có chữ duyên, thiếu chữ tiền, nên nếu tự kinh doanh thì không đi tới đâu. Khi các bạn thấy cứ diễn biến liên tục như vậy thì cần cân nhắc đổi tay. Ví dụ như bạn mạnh tính âm, bạn là người không quá dỗ dang quảng giao, nhân khí hơi trầm thì bạn cần những nhân viên năng động, siêng năng, sáng sủa để tiếp khách bán thai cho bạn. Cái này cũng tùy để quyết định bạn nên chọn nam hay nữ, vì phải xem nhân khí của bạn hợp với ai. Nhưng cứ đơn giản là buôn bán mặt tiền không dành cho người mạnh tính âm hướng nội. Và nếu bạn buôn bán F&B với quy mô lớn, bạn nên chọn nữ với cơ bắp tai to, mông hơi to, nhanh nhẹn chăm chỉ thì sẽ rất tốt luôn. Vì cơ địa của các người nữ này cực kỳ thu hút người ta tới ăn, họ có duyên mang lại tài lộc cho chủ.
Hy vọng một số gợi ý này sẽ hữu ích cho bạn và chúc các bạn may mắn và thành công nhé.